trí thể thao. Trong bóng đá, hiện tượng lôi kéo các cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch hay mời gọi các tài năng có gốc gác xứ mình đang chơi ở các nền bóng đá lớn, đặc biệt là ở châu Âu, về nước khoác áo đội tuyển quốc gia không còn là chuyện lạ, thậm chí vài năm gần đây còn trở thành trào lưu ồ ạt ở các nước khu vực châu Á. Bóng đá Việt Nam để có thể tăng cường sức mạnh cũng có một nguồn lực cầu thủ Việt kiều đáng kể. Tuy nhiên, cho đến giờ nguồn nhân lực này vẫn hầu như chưa được khai thác phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Từ năm 2019, khi bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định, đứng trước cơ hội bứt phá cao hơn, thì dư luận cũng như giới chuyên môn bóng đá đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nguồn lực cầu thủ bên cạnh nguồn đào tạo trong nước. Đó là những cầu thủ Việt kiều. Họ là những cầu thủ được đào tạo từ nhỏ ở các câu lạc bộ chuyên nghiệp tại châu Âu như Pháp, Na Uy, Úc, Cộng hòa Séc, Hà Lan, v.v. và đã không ít người khẳng định được vị trí của mình trên các sân cỏ lớn của châu Âu hay Mỹ. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Texas hôm nay sẽ cùng chúng ta tìm hiểu thêm một số gương mặt tài năng bóng đá gốc Việt. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã ý thức được tầm quan trọng của nguồn lực cầu thủ Việt này, vì sao họ vẫn vắng bóng trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các cầu thủ gốc Việt thì đó cũng là một cái tiềm năng. Chúng ta có thể coi đó như là một cái nguồn có thể góp phần để nâng cao cái chất lượng của bóng đá Việt Nam. Thì cái việc mà chú ý đến các cái cầu thủ gốc Việt mà chơi bóng ở nước ngoài đó, thì nó cũng đã có từ lâu, từ năm 2012 đến nay, tức là cũng gần cả chục năm đó. Nhưng mà nó rộ lên thì từ sau khi mà cái đội tuyển U23 của Việt Nam và đội tuyển Việt Nam có thành công ở cái giải U23 châu Á, rồi ở Asian Cup, ở Asian Game, rồi đặc biệt là ở AFF Cup dưới cái thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, với cái mong muốn là cải thiện cái chất lượng của đội tuyển Việt Nam, thì phải nói là cái việc mà quan tâm đến xem xét chiêu mộ các cầu thủ gốc Việt thì được cái Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng mà nói như vậy thôi thì trong cái danh sách mà người ta đã tìm thấy được á, cho tới giờ phút này người ta thống kê phân loại các cầu thủ mà chơi ở các cái giải chuyên nghiệp ở châu Âu rồi ở các cái nước á, và các cầu thủ trẻ rồi thì cũng chỉ mới có chừng vài chục cầu thủ thôi, chứ cũng phải không nhiều lắm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện cho ông Park Hang-seo cũng đã đi sang châu Âu để xem trực tiếp hay là tìm hiểu trực tiếp các cái cầu thủ mà có triển vọng để có thể đưa vào đội tuyển Việt Nam được. Thì ông cũng đã có một cái cuộc đi vào năm 2019, tức là 2 năm trước đấy. Nhưng mà sau khi đi về thì cũng chưa có những cầu thủ nào mà gọi là triển vọng để có thể trở về. Dư luận thì nói nhiều cái tên cầu thủ gốc Việt có chơi bóng ở châu Âu. Một số thì đã về thi đấu trong các câu lạc bộ. Nhưng sự xuất hiện của họ trong đội hình đội tuyển quốc gia cũng chỉ loáng thoáng qua 1-2 cái tên với đôi ba lần. Vì sao lại như vậy? Hiện tại thì có thể có 6-7 cái tên mà được quan tâm. Thì một trong những cầu thủ mà được quan tâm nhiều nhất là thủ môn Philip Nguyễn, sinh năm 1992. Đây là một trong những thủ môn mà chơi được cái giải hạng nhất của Cộng hòa Séc, đang chơi cho câu lạc bộ Slovan Liberec. Thì đây là một cái cầu thủ mà độ tuổi cũng đang chín mùi và cũng đã chơi các cái giải châu Âu. Hay là một cái tiền đạo cách đây 2 năm thì vẫn còn chơi tốt, cao 1m85, sinh năm 1990, tức là Alexander Đặng, đã từng là vua phá lưới của giải hạng nhất của Na Uy năm 2018. Nhưng bây giờ thì coi như cầu thủ này cũng đã 30 tuổi rồi, cũng xuống phong độ. Một cầu thủ gốc Việt hiện đang chơi bên cái giải MLS của Mỹ, câu lạc bộ New York Red Bull, đã từng chơi cho đội U18 của Pháp là Jason Ben Đăng Quang Vinh. Thì cầu thủ này là hậu vệ trái, có giá trong thị trường chuyển nhượng đến 880.000. Ngoài các cầu thủ mà chúng ta vừa nói đó, thì đã có những cầu thủ đã được gia nhập vào đội tuyển Việt Nam. Ví dụ như là thủ môn Đặng Văn Lâm nè, thì đã chơi cho đội tuyển từ 2 năm nay. Hay là trước đó thì có Mạc Hồng Quân, thỉnh thoảng thì cũng được gọi vào chơi trong đội tuyển. Hay là cũng đang quan tâm đến Martin Lô, là cầu thủ được đào tạo của trung tâm BVF và đang chơi cho câu lạc bộ Hải Phòng. Hay là Adriano Schmidt, cầu thủ Đức mà gốc Việt, sinh năm 1994, cũng đang chơi cho câu lạc bộ Hải Phòng. Hay là Kevin Bùi, đây là cầu thủ trẻ nhất mà đang chơi ở Hà Lan. Ở trong cái đội hình của Vitesse Vienham thì cũng là câu lạc bộ hàng đầu của Hà Lan đó. Đó là những cầu thủ mà triển vọng mà được chú ý nhiều.
thì đó là những cầu thủ được đào tạo một cách bài bản, cũng có thể hình và thể lực tốt, có tư duy chiến thuật bóng đá hiện đại. Nhưng mà bản thân ông Park khi đi qua bên châu Âu và được giới thiệu thì ông cũng xem xét thì thấy rằng là cũng có những cái băn khoăn. Cái câu hỏi được đặt ra là trước hết nếu những cầu thủ này khi mà muốn trở về chơi cho đội tuyển Việt Nam thì dứt khoát là chưa phải là cầu thủ chơi cho đội tuyển của ở các cái nước các cầu thủ đó mang quốc tịch. Và cái thứ hai nữa đó thì có lẽ ông Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng quan tâm đến vấn đề tức là phần lớn các cầu thủ này thì không có nói tiếng Việt vì họ sinh ra ở nước ngoài. Băn khoăn cái chuyện tức là họ cũng có thể là khó hòa nhập khi mà trở về chơi Việt Nam, và cái điều này thì cũng là đúng như thế. Philip Nguyễn là thủ môn hiện nay mà chơi tốt nhất cho câu lạc bộ của bên Czech thì cũng đã từng về thử việc ở tại Việt Nam nhưng mà rồi cuối cùng thì không được chọn, trở về bên kia lại thì chơi tốt. Tức là cái hội nhập của các cầu thủ này đối với lại Việt Nam không phải là dễ. Mặc dù rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất ủng hộ cái việc mang các cầu thủ gốc Việt về chơi cho các cái đội tuyển của mình, nhưng mà cái điều đó không phải là dễ dàng. Đúng vậy, không đơn giản, vì ngoài các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyện quốc tịch, còn có các quy định của FIFA, rồi cả các điều kiện đãi ngộ môi trường chơi bóng trong nước, vân vân. Như trường hợp cầu thủ Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn, một cái tên hot hiện nay trong giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam. Anh vừa trở lại với V-League lần thứ hai và có vẻ như vẫn còn duyên với sân cỏ bóng đá Việt Nam. Thưa ông có thể cho biết vài nhận định về cầu thủ này ạ? Lee Nguyễn là một cái trường hợp rất là điển hình. Cầu thủ này bắt đầu tham gia vào cái giải của MLS từ năm 2004 khi mà anh ta được đào tạo ở Dallas. Thì lúc đó Lee Nguyễn mới 20 tuổi thôi. Năm 2007 thì sang PSV đó ở Hà Lan. Năm 2008 chuyển sang Rangers FC cho Đan Mạch, thi đấu được một năm ở đó. Vì lúc bấy giờ thì cái giá chuyển nhượng của Lee Nguyễn là 550.000 đô la. Thì 2009 Lee Nguyễn có cái hợp đồng về thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Và ở Hoàng Anh Gia Lai thì thi đấu được một năm thì về thi đấu cho BKMX Bình Dương. Tức là đến năm 2011 thì mới quay về đá cho Mỹ trở lại, tức là ở MLS trở lại, đá cho đội Vancouver của Canada nhưng mà thi đấu cho MLS. Mà 2016 trên thị trường chuyển nhượng là giá của Liên Nguyễn lên tới 2,3 triệu đô la. Phải nói là đội tuyển Mỹ thì Liên Nguyễn bắt đầu tham gia vào cái đợt đầu tiên là 2007, nhưng mà sau đó từ 2012 cho đến 2018 thì vẫn còn ở trong đội tuyển của Mỹ, mặc dù là không có thi đấu nhiều và cũng không phải thi đấu trong đội hình chính thức, thỉnh thoảng mới có mặt và đá chính thức thì chỉ có 2-3 trận, còn phần lớn là đá trong cái trận giao hữu. Cái vai trò của cầu thủ này là cầu thủ tiền vệ tấn công và có thể chơi ở cánh trái. Đây là một cầu thủ chơi rất là thông minh trong cái vai trò phân phối bóng nhưng mà không có tranh cướp bóng được tốt. Trở lại Việt Nam lần này, lần thứ hai này đó thì Liên Nguyễn đang ở cái giai đoạn xuống phong độ. Thì đây là cầu thủ mà phải nói là xuất sắc nhất ở trong các cầu thủ mà chúng ta nói là gốc Việt mà có từng chơi ở cái giải lớn của một quốc gia rồi có trong đội tuyển quốc gia. Các cái cầu thủ mà được kể tên là có dính dáng đến gốc Việt thì người ta lại có cái giới truyền thông thì quan tâm đến một cầu thủ của Pháp tức là Johan Crespi. Nhưng mà theo tôi thì đây là cầu thủ rất là tên tuổi nhưng mà chắc là khó để có thể chơi ở V-League. Mặc dù là khi mà giới truyền thông tiếp xúc á, thì anh ta vẫn nói là cũng muốn chơi ở V-League. Hiện tại thì bây giờ Crespi đang về chơi UAE nhưng mà đã 35 tuổi rồi. Có một cái mùa giải nào đó Johan Crespi mà được chào đón ở V-League thì đó cũng là một cái niềm vui cho các câu lạc bộ của Việt Nam thôi, với cầu thủ rất là tên tuổi. Chứ còn để đóng góp cho đội tuyển thì chắc là không khó. Đối với kể cả Liên Nguyễn hay là Capoeira thì đều đã nằm trong đội tuyển của Mỹ và đội tuyển của Pháp thì cả hai cầu thủ này sẽ không thể chơi cho đội tuyển Việt Nam. Tuổi cũng đã lớn cũng như cái trình độ thì cũng đã xuống. Nhưng mà chơi cho câu lạc bộ thì có thể là đóng góp cho nó vui thì có khi được. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.